Sáng hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đại biểu Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp gồm có đồng chí Nguyễn Bình Tân, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, đồng chí Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân vừa đến tiếp xúc hơn 300 cử tri ở xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải và xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai. Tại hai xã, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp Quốc hội đã thực hiện công tác nhân sự, thông qua 11 luật và Quốc hội xem xét thông qua 21 nghị quyết. Quốc hội cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật, xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024. Cũng tại buổi tiếp xúc, đại diện Hội đồng nhân dân hai cấp đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và thông báo thời gian chương trình nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân hai cấp. Tại buổi tiếp xúc, hầu hết các cử tri của hai xã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp Quốc hội và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời phản ánh một số vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, việc xây dựng bãi rác bỏ không gây lãng phí, việc các hộ nuôi tôm thâm canh và doanh nghiệp xả nước thải ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước, một số tuyến đường nông thôn cầu xuống cấp cần được sửa chữa, cần đẩy nhanh một số công trình cầu nông thôn để thuận tiện cho học sinh đi lại. Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh những vấn đề bất cập trong khám điều trị bảo hiểm y tế, việc bảo hiểm y tế tự nguyện tăng, cần nâng cao ý đức ở một số trung tâm y tế trong khám điều trị bệnh bằng bảo hiểm y tế, cần có chế độ bảo hiểm y tế cho cán bộ ấp sau khi nghỉ hưu. Riêng xã Long Điền Đông A có khoảng 2.000 hecta có thể chuyển đổi theo mô hình tôm lúa. Cử tri đề nghị tỉnh quy hoạch lại để nông dân áp dụng sản xuất. Việc chi trả tiền trợ cấp xã hội qua thẻ rất bất tiện cho người dân nông thôn. Cần mở thêm cây ATM tại các xã để người dân thuận tiện rút tiền. Nạn bạo hành gia đình cần được xử lý nghiêm. Đại diện chính quyền địa phương và các sở ngành cũng đã trả lời các ý kiến bà con cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền lĩnh vực mình quản lý. Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân hai cấp ghi nhận tất cả các ý kiến của bà con cử tri của hai xã và cho biết sẽ phản ánh các ý kiến mà cử tri bức xúc tại các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân hai cấp trong thời gian tới.